Thì khi mà các bạn cài xong á, thì ở trong comment line của các bạn sẽ có được cái lệnh là rail. Thì cái lệnh rail á, ở đây thì nó đang mặc định là phiên bản 5 nữa ha. Thì bây giờ rail, bạn tạo một cái app mới. Quên, tôi sẽ phải vô cái đường dẫn khác. Ở đây tôi vô cái test. Linh tinh quá. Rồi. Bây giờ ở trong thư mục này thì tôi sẽ tạo một cái rail mới, new. Hello. Rồi. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà cái lệnh rail nếu mà bạn cài bình thường á, khi mà các bạn chạy cái rail á, thì bạn sẽ có một cái option để các bạn chọn coi là bạn dùng cái cơ sở dữ liệu nào. Mặc định á, là nó sẽ dùng SQLite, được không? Nhưng mà SQLite khi mà bạn up lên host á, nó không chạy, được ha? Thì cho nên nó là thông thường á, thì mình sẽ dùng MySQL hoặc là Postgres. Các bạn có thể SQL Server cũng được, được không? Thì tí cài xong tôi sẽ chỉ các bạn đây. Bây giờ các bạn cứ rail new cái app đi. Đó, thì khi bạn xong á, bạn thấy là nó sẽ có một cái thư mục ở trong đây. Thì tôi sẽ mở thư mục lên. Đó. Thì khi bạn xong á, bạn thấy thư mục của bạn á, thì sẽ bao gồm có những thư mục sau đây. Thư mục đầu tiên, thư mục app. Trong đây bạn chỉ cần quan tâm với tôi là cái asset ha, không asset nè. Thứ hai là controller, thứ ba là model, thứ bốn là view, bốn cái đó trước. Trong thư mục này các bạn lấy đâu đó các bạn ghi lại đi, bạn chỉ cần quan tâm với tôi mấy này thôi. Cái thứ hai, sau khi mà các bạn đã xong cái thư mục app rồi á, thì tới thư mục cái thư hầu hết thời gian á, là các bạn tất cả còn code của bạn nó đều nằm trong thư mục app hết, tất cả code luôn đều nằm trong thư mục app, ok không? Hả? Xem. Thì khi đó bạn sẽ có thư mục config, là config á, thì bạn sẽ cần có bao gồm nó sẽ gồm có ba cái file là development, production với test. Thì khi mà bạn deploy á, thì các bạn thấy là thí dụ như tôi vô cái development đi. Bạn thấy đây là với một cái project mà bình thường á, thì tôi cài xong á, thì đây là những cái option của cái development, đây là những cái option của production và đây là những option của test. Thì khi bạn deploy ra dưới cái dạng mà development á, thì nó sẽ dùng những cái option này. Nếu bạn deploy dưới dạng production tức là up lên host á, thì nó sẽ dạng cái này, nó tự động nó chuyển cho bạn luôn. Bạn hiểu chưa? Mình đang dùng cái framework thì nó sẽ tự làm cho bạn rất là nhiều thứ. Nó, nếu mà bạn học những môn trước các bạn thấy nó không làm gì hết, mình phải tự code những cái mới này à. Rồi cái thư mục initializer, khi mà rail đó chạy lên á, thì nó sẽ chạy qua lần lượt tất cả những file trong đây à. Nó sẽ chạy qua lần lượt tất cả những file trong đây để nó khởi tạo lên thôi, được không? Nhưng mà trong buổi đầu tiên thì bạn không cần phải dùng cái nào đâu. Cái local line, cái này là để làm đa ngôn ngữ. Hôm nay chúng ta không nói về cái chuyện này. Và nếu bạn muốn coi những cái này thì trên Railcast á, tôi cũng gửi cho bạn cái link YouTube á, nó có đầy đủ tất cả những cái thuật kiểu này hết rồi. Bạn cứ lên đó bạn xem. Rồi. Rồi. Bây giờ á, đây là thêm một application, thật ra cái này vẫn chưa có quan trọng, mình quan trọng nhất là cái này nè. Thuộc development. Cái database.yml. Cái database.yml này nó chứa cái thư mục, nó sẽ chứa cấu hình về cơ sở liệu của bạn. Thì trong đây bạn sẽ đang có là SQLite, được không? À, trong đây bạn sẽ có đang có mặc định SQLite. Thì chúng ta sẽ không dùng SQLite, cho nên là chúng ta sẽ chuyển qua Postgres. Thì khi bạn chuyển qua Postgres á, thì bạn chỉ đơn giản thôi, từ bạn cứ tìm Postgres. Đó, Postgres cứ xem thôi. Được ha.
ơi, khi bạn vào bạn new một cái app á, thì cái lệnh này nó còn cho phép bạn á, là để tôi kiếm coi. Đây, tất cả những cái gem á, nếu mà các bạn dùng Node.js á, thì cái nó sẽ là cái npm, thì khi mà bạn dùng với lại Rails á, thì nó là gem. Được. Thì gem là một cái thư viện dạng như plugin á, bạn có thể cài vô thêm. Thì bạn thấy á, là cái trang này nó chứa tất cả các gem luôn. Thì đây là cái PG này nè, nó chính là cái nói sao ta, nó chính là cái một cái gem để các bạn tương tác với lại Postgre. Được. Còn không á, thì bạn có thể dùng MySQL cũng được, bạn dùng cái nào cũng được hết trơn á, được ha. Thì ở đây thì tôi sẽ ví dụ tôi dùng cái Postgre cho các bạn. Thì còn không á, là nếu mà lúc mà bạn 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 new rail new á, rail new app post SQL, khi mà bạn bạn new á thì bạn sẽ có một cái option để các bạn chọn á, là bạn khởi tạo cái project của bạn với Postgre luôn, được ha. Rồi thì mọi thứ bạn không biết thì bạn cứ sợ thôi, thì nó sẽ ra cho các bạn. Rồi. Lâu vậy. Rồi ha. Thì khi bạn tạo cái app xong á thì bạn cứ vô đây thôi. Do bạn dùng cái gem là PG cho nên á, là cái lúc mà bạn vào bạn chạy vô đây là bạn cứ vô cái một cái file là file gem file. Cái file gem file này á, nó chứa tất cả những cái gem mà bạn sẽ dùng trong cái project của bạn. Ở trong đây nó đang là SQLite 3. Sẽ bỏ này đi. Được. Hồi nãy chúng ta search ra cái gem là PG nhớ không? Thêm cái gem PG vô đây. Khi bạn thêm cái gem PG vô đây rồi á thì bạn chỉ cần qua bên đây. Thì bạn chỉ cần qua bên cái rồi, bạn chỉ cần qua đây nè. Này nó hơi hơi lâu ha. Nó sẽ có một cái lệnh là bundle. Tức là bạn thêm vô rồi nhưng mà nó chưa cài vô máy của bạn. Được không? Thấy không? Tối quá hả? Lớn lên thì sao? Để mở. Thử. Thấy gì?
Nó chưa tác dụng gì mấy ha. Thôi phóng lớn lên xài đỡ nha. Thì bạn sẽ dùng cái lệnh là bundle, được không? Cái lệnh đầy đủ của nó là bundle install, ok không? Cái lệnh đầy đủ của nó là sẽ là bundle install. Thì bạn nhấn lên bundle install xong á thì nó sẽ quên, hello đã, đó, bundle install. Đó. Thì khi mà bạn nhấn bundle install xong á thì nó sẽ, bạn thấy nó chờ hơi lâu, nó sẽ hiện ra màn hình giống giống như nè, thấy không, nó đang lấy cái xem từ trên server về, thấy dòng cuối cùng không? Thì do ở đây mạng nó hơi hơi chậm nên là cái bước này nó sẽ hơi lâu một chút đó, đại loại vậy được ha. Chết rồi, chậm quá là sao ta. Thật ra thì mấy cái gem này tôi cài trong máy hết rồi nhưng mà nó biết sao á. Rồi. Trong khi chờ nó thì mình qua nói về những cái khác. Thì ở đây, ở trong sau khi bạn cấu hình xong á thì bạn phải cấu hình lại adapter, ở đây là BG. Cái tên hồi nãy bạn nhớ không? Nhớ không? Thì lúc này á thì cái database này á bạn không có phải đặt cái tên theo kiểu này nữa. Tại cái này là tên thư mục. Được không? Ví dụ như bây giờ giả sử tôi để vẫn để là SQLite đi. Tôi vẫn để SQLite nè. Thì bây giờ tôi qua bên đây, tôi sẽ tạo cái database. Thì các bạn thấy bây giờ á, là để tôi tạo cái database thì tôi sẽ chọn cái lệnh là red db create. Xem PC nó chưa có vô. Rồi. Bạn chạy RedDB Relay thì nó sẽ tạo cái database cho bạn, mà thấy không? Nó đã tạo hai cái file này. Được không? Thì khi mà nó đã tạo hai cái file này rồi á. Bên đây xong rồi nè. Nó sẽ tạo được hai cái file database cho các bạn, thì các bạn thấy database của bạn nó sẽ nằm ở đây nè. Thư mục DB nè. Được không? Nhưng mà do mình không có xài cái này SQLite, mình chỉ xài Postgre. Cho nên nó là cái chỗ này khi bạn cấu hình á thì nó sẽ khác. Thì bạn cấu hình ở đây thì bạn để lại PG. Và cái chỗ này bạn chỉ để tên database thôi. Tên database là ví dụ như tôi sẽ đặt cái là Hello Development. Ví dụ như thế này tôi sẽ đặt cái là test. Được, thí dụ như tôi đặt tên như vậy đi. Thì khi mà bạn cài á thì có thể là nó sẽ, để coi bây giờ tôi sẽ rec, bây giờ tôi sẽ bình đồ, tại vì mình mới cài cái gem là BG vô thì mình phải bình đồ nó. Đó, thì khi bạn bình đồ bạn phải chờ một chút xíu nữa. Đó, thì bạn cài Postgre hay cài SQL Server đó là chuyện của bạn nha. Này tôi ví dụ thôi, ok. Đó. Thì tất cả những cái tài liệu thêm thì ví dụ như có gì á thì các bạn cứ hỏi trên cái hệ thống bây giờ ra. Nếu mà tuần đầu tiên chúng ta coi, tôi sẽ mỗi ngày tôi sẽ vô đó tôi trả lời bạn khoảng 1-2 lần. Tất cả những cái mớ câu hỏi á thì tôi sẽ gần tôi trả là lúc luôn, một là buổi trưa, hai là buổi tối. Ngày 2 lần đó, thì tôi trả lời hết cái mới cho các bạn. Được không? Nếu mà bạn thấy không tôi không trả lời á, thì nhớ gửi mail cho tôi. Hoặc là nếu bạn có Facebook tôi thì bạn hỏi cũng được. Thì tôi sẽ lên đó tôi trả lời. Chứ tôi không trả lời riêng nha. Rồi, ok. Thì sau khi mà bạn cái quỹ bình đồ này nó chạy xong á, đương nhiên cái chỗ này bạn sẽ cần phải có cấu hình cái kết nối database nữa. Được không?
Nhưng mà cái đó nó dễ lắm. Bạn thôi tự xử đi, để nó chậm quá. À, tự xử giùm. Quá chậm. Rồi đó, đại loại vậy. Thì bây giờ á, khi bạn đã có database rồi, thì ở trong Rails á, nó sẽ lưu trữ cho các bạn á, là cái file thứ nhất á, là cái file zip. File zip này á, là cái file nó chứa cơ sở dữ liệu cho các bạn. Tức là bạn sẽ ví dụ như khi mà các bạn mới chạy lên thì nó sẽ có một số dữ liệu mà bạn coi là dữ liệu mà để khởi tạo hệ thống á, thì nó sẽ làm file zip. Mình sẽ chạy như thế nào? Thì bây giờ đầu tiên nè, chúng ta đi qua cái khái niệm đầu tiên á, là controller. Chúng ta sẽ new một controller Rails J. Thật ra là Rails generate á. Đâu rồi ta? Quay lại đi. Ơi, các bạn im lặng đi một tí, những cái tiếng mà cười tiếng nói chuyện của bạn sẽ lên lên deep, nó sẽ lên deep á. Tới lúc mà bạn nghe không được á thì lúc đó bạn đừng có chửi cái thằng nói chuyện nha. Rồi thì thường á thì không ai rõ Jerry hết cho gì, nó đơn giản thì bạn nhấn này thì bạn sẽ thấy là có tất cả những cái lệnh nào mà nó sẽ cho phép bạn bạn phát sinh. Thì ở đây bạn sẽ có phát sinh được helper rồi mailer rồi đủ thứ hết, hàm mà làm hết thì đó. Thì ở đây tôi sẽ phát sinh cho các bạn là đầu tiên đó, tôi phát sinh controller. Cái controller đầu tiên á tôi sẽ phát sinh đó, là tôi đặt nó là một cái trang hello đi ha. Đó. Thì khi mà tôi phát sinh cái Rails controller nè, thì khi mà phát sinh xong bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ hiện ra cho bạn là nó đã tạo những cái file nào của bạn rồi. Được không? Nó tạo những cái file nào thì bạn vô đây bạn xem, bạn sẽ thấy xuất hiện cái file đó, controller nè, hello, được không? Thì đầu tiên á tôi sẽ thêm một cái hàm là index trong đây. Ok, tôi sẽ thêm một cái hàm index. Thì cái hàm index này thì tôi sẽ trong cái controller hello này á, thì tôi sẽ không có làm gì nhiều hết đó. À, thì trong đó sau khi mà bạn có cái tạo cái này xong rồi thì bây giờ á, tôi sẽ qua một cái file trong cái config luôn. Bạn sẽ có một cái file nó gọi là raw. Cái file raw này á bạn các bạn nhớ giùm, khi mà các bạn làm bất kỳ một cái thứ gì mà liên quan tới MVC á thì nó đều có model, view, controller và raw. Controller là cái thứ để xử lý request, nhưng mà để dẫn từ cái đường link mà để biết vô cái chỗ lơ nào thì phải dựa trên raw, hiểu không? Nếu mà các bạn nào học ứng dụng phân tán học kỳ trước á, thì tôi nói với bạn bạn mấy lần đó. À, đó thì nó sẽ vậy. Nhưng mà khi bạn học học kỳ trước á, nếu mà bạn học tôi á thì bạn phải code ngay từ đầu hết tới cuối luôn, còn cái này nó làm sẵn cho các bạn thì bạn không cần phải cơ bắp vậy. À, thì cái này nó đơn giản lắm. Ở đây ví dụ như tôi sẽ tạo get ví dụ như get index đi. Select hello, select index. Thì nó sẽ tới cái đường link là tức nó sẽ tới cái rail là hello. Ok. Tức là khi tôi ghi như vậy có nghĩa là gì? Khi mà người ta dùng phương thức get, người ta gọi tới cái đường link là gốc của mình, select hello, select index, thì nó sẽ chạy cái action hello, cái action index ở trong cái controller là hello. Được không? Rồi, lúc này thì bạn ra đây thì nó đơn giản lắm. Sau đó bây giờ chúng ta
chạy cái project lên, thì chạy project lên thì Rails serve lệnh này nè, thấy không? Nhưng mà cũng không ai gõ vậy, người ta gõ S thôi. Rồi. À, nhầm. Đó. Rồi, sau khi bạn vẫn chạy lên thì bây giờ nó sẽ có. Đây. Chưa lên, sorry. Ủa, 333.000 nhầm nhầm. Bạn vô 3.000. Nếu bạn tạo được xác đúng á thì sẽ hiện cái trang này. Rồi thì hello thôi. Rồi, hello cũng không chạy luôn. Index. Ờ đẹp quá. Để coi. À, nó chưa có cái template. Để tôi kiếm coi. Thì mình vô đây mình tạo một cái là index.erb. Hello. Chạy coi. Đó. Ok không? Thật ra bạn gõ cái này nó không chạy. Hay đấy. Rồi. Được không các bạn? Thì bây giờ á, tất cả mọi thứ các bạn để trong thông thường thì nó sẽ nằm, nếu bạn Facebook bạn phát sinh á, ví dụ như bây giờ tôi phát sinh, tôi bỏ cái rail hello này, tôi bỏ controller hello này, thì lúc mà đôi khi bạn rất hay bạn gõ nhầm đúng không, thì khi bạn gõ nhầm á thì thiểu d thì bạn thay bằng chữ d thôi, được không? Thì đó nó là destroy á, nó là destroy nhưng mà viết tắt là d thôi. Thì destroy thì khi mà nó chạy cái này xong, nó sẽ remove tất cả những cái mà bạn đã tạo ra từ cái lệnh Jerry. Được không? Bây giờ giả sử như tôi tạo ra một cái option khác á, là tôi tạo ra dưới dạng là lâu các bạn. Thí dụ như bây giờ tôi vẫn tạo cái hello, nhưng mà tôi tạo thêm cái rail là index nữa. Tức là tôi, các bạn thấy nè, ở đây tôi rõ cái lệnh đó là rail j controller hello index, có nghĩa là nó sẽ tạo ra cái controller hello, ở trong đó có một cái action là index. Chạy vô. Lúc này bạn thấy là nó tạo sẵn cho các bạn cái này. Được không? À, trong đây nó sẽ tạo sẵn cho các bạn. Bỏ này đi của mình cũng được. Rồi, thì lúc này á, ở trong controller của bạn, bạn thấy có hello controller nó tạo sẵn cho bạn cái hàm index luôn. Và trong đây nó có sẵn cái này. Thì nó sẽ là .http html.erb. Đó, thì bạn cứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ từ xa là cái này. Được không? Ok ha. Thì đây là controller cơ bản nhất luôn. Thì bây giờ bạn muốn có một cái biến nào đó nó xuất hiện ở trên cái hello controller, thì ở đây bạn sẽ có móc name bằng test name, ví dụ vậy. Được không? Thì lúc này á, bạn khi bạn ở đây bạn có amoc name đúng không, thì cái biến này á, khi bạn để amoc á, thì nó sẽ trở thành một cái biến, một cái thuộc tính của cái lớp là hello controller. Thay vì là trong ngôn ngữ một đối tượng bình thường á, thì bạn sẽ có là this chấm gì đó đúng không, đúng không? Trong đây mình không cần this chấm, mình cần amoc name là được, được không? Thì khi đó cái biến này nó sẽ có thể truy xuất được ở bên cái view. Thì khi bạn qua view á, thì bây giờ đây thì đó H1 thì đây, coi coi mình lấy cái biến name ra.
Được không? Được ha các bạn ha. Thì cứ cú pháp của ERP á, ở ở trong Rails thì bạn có thể dùng rất là nhiều những cái template khác nhau. ERP là template mặc định. Bạn có thể dùng nhiều nhiều thứ lắm. Thì cái này ERP thì mình cứ phải ERP đi cho nó đơn giản. Thì bạn để bạn truy xuất một cái biến ở trên server á, thì cái này nó sẽ dùng cái này, cái cú pháp này. Thì ở trong đoạn lệnh này á, thì bạn sẽ trả về một kết quả. Ok, bạn trả về một kết quả ở đây. Thì khi bạn làm cái này á, thì thật ra á, là cái lúc mà bạn cái Hello Controller này nó, cái hàm này nó sẽ trả về cho người ta cái biến, nó có biến name này nè. Thì người ta sẽ bạc cái file index.html.erp này bằng cái ERP engine. Khi mà nó bạc á, thì nó tự động biết cái chỗ này là nó khai báo biến, và để nó lấy cái giá trị name gắn vô. Nó là sự xử lý chuỗi thôi, nó không có gì phức tạp gì đó hết. À, đó thì các bạn thấy là có test name ở đây rồi. Bây giờ chúng ta muốn là chúng ta có một cái test box. Bây giờ khi chúng ta có một cái test box á, thì chúng ta yêu cầu muốn là khi mà có cái test box đó rồi thì người ta sẽ có thể nhập cái name vô, mình nhấn một nút một phát thì nó sẽ submit lên và nó sẽ hiện lên hello ai đó. Ok không? Thì lúc này á, mình tất cả mọi thứ mình sẽ nằm ở trong cái file index này. Thì mình sẽ ví dụ như mình hello. Đầu tiên ở trong đây mình đã giờ bây giờ mình không không gán giá trị cho thằng này luôn. Đó, thì bây giờ bạn ra đây. Bạn thấy nó là hello gì đó đúng không? Hoặc là mình sẽ để là no name đi. Bây giờ tôi sẽ thêm một cái text box. Đó. À, với cái thầy rồi thì lúc này bạn ra bên đây bạn thấy là bạn refresh lại, bạn thấy có một cái nút ở đây. Thì nếu bạn muốn có cái chữ nó hiện lên thì placeholder thôi. Được ha? Được không? Enter your name được kia. Thì đúng rồi, chưa có thôi. Được. Bây giờ tiếp theo là bạn sẽ có một cái form. Thì khi bạn dùng cái form á, đây là cách mà chúng ta đang làm một cách cơ bắp nhất. Bình thường chúng ta sẽ không làm vậy. Rồi. Bây giờ chúng ta có một cái form. Được. Bây giờ bạn thấy là bây giờ chúng ta nhấn vô submit, nó không có gì xảy ra hết. Nhưng mà đường link của bạn, bạn thấy nó có chữ name này, thấy không? Thấy có chữ name xuất hiện không? Thì khi bạn thấy có chữ name xuất hiện á, tức là nó sẽ truyền một cái tham số là name vô. Bây giờ làm sao chúng ta lấy cái đó ra? Thì chúng ta vô controller nè. Thì các bạn sẽ coi là ở bên cái ở bên đây nè, console, nó cửa sổ console nãy mà bạn chạy á, nó sẽ có hiện lên là người ta đã gửi một cái tham số get, một cái phương thức get tới cái đường link này với cái name này như này nè. Thì cái tham số đây là name bằng cái gì đây, cái này nè, thấy không? Thì cái lúc này á, bạn sẽ vô đây, bạn có thể truy xuất nó thông qua cái biến là param đó, name bằng đó. Ok, được không? Rồi bây giờ bạn chúng ta sẽ refresh lại cái này. Thật ra cũng không cần refresh. Bây giờ can. Ok, được không? Được ha?
Nhưng mà thông thường á, người các bạn sẽ thấy những cái kỹ thuật khác, tức là nó gọi là cái kỹ thuật đó là trong parameter, có nghĩa là bạn muốn á, là biết khi nào người ta có chuyện cái name, bạn bắt buộc người ta có chuyện cái name vô, thì mình sẽ khai báo một cái hàm. Thí dụ như hello, đây là cái hàm thôi, hello param thật ra là cái hàm thôi, đúng không? Thì trong cái hàm này bạn sẽ có là cái gì, param chấm require name. Tôi nhớ là rồi. Thì á, bây giờ chúng ta sẽ thử nè. Nếu mà đặt cái đây là bybug, nó cài sẵn cho bạn là bybug rồi. Trong cái gem của bạn, các bạn thấy ở dưới cái này nè, nó có sẵn cho các bạn bybug nè. Bybug là để bạn đặt cái breakpoint. Khi bạn đặt, bạn gõ bybug ở bất kỳ chỗ nào á, thì lúc mà bạn chạy nó sẽ dừng lại chỗ đó. Đó, bây giờ bạn nhấn ABC đi, như vậy. Rồi, bạn say hello. Bây giờ nó chưa ra kết quả, thì bạn qua màn hình console nè, nó đang nằm ở đây. Thấy không? Đây là kiểu mình debug á. Bạn muốn gõ gì cũng được. Ví dụ như bạn muốn gõ params nè, chấm, thì bạn thấy params nó cũng có chứa những cái tham xâm số nào, được không? Thì bây giờ params á, nó sẽ có cái lệnh là require name nè, được không? Khi bà vẫn require cái name á, thì nó sẽ lấy cái kết quả mà nó bắt buộc bạn phải có cái name trong giọng. Nếu mà không có name thì nó không trả ra gì hết. Còn nếu mà có cái name thì nó trả cho bạn kết quả luôn, được không? Đó, thì khi bạn làm như vậy thì cuối cùng chỗ này bạn chỉ cần là hello Baran thôi. Hiểu đoạn code này không? Hiểu đoạn code này không? Tức là name bằng cái kết quả thực thi từ cái hàm hello Baran. Mà cái hàm hello param này là mình ghé param chấm require name, bạn không thấy lệnh return đúng không? Đúng không? Ở trong Ruby á, một cái hàm của bạn á, bạn có thể dùng lệnh return, nhưng mà thông thường thì không ai dùng return hết. Mà cái dòng cuối cùng, cái chỗ này là cái hàm param này, bạn thấy hồi nãy chúng ta test không? Param á mà chúng ta gõ require á, thì nó sẽ trả về chúng ta cái kết quả này đúng không? Còn mà cái hàm này nó trả cái này. Hiểu không? Có nghĩa là nó sẽ, cái dòng cuối cùng sẽ được trả về kết quả luôn. Cái dòng cuối cùng của bạn chạy là cái dòng param này đúng không? Hàm này bạn chỉ có một dòng thôi đúng không? Thì cái dòng này bạn, nó sẽ tự động nó lấy cái dòng kết quả của dòng cuối cùng này nè, nó tự động nó return về cho cái hàm luôn. Đây là kiểu trong Ruby, được không? Chính vì vậy cho nên là bạn sẽ thấy là đôi khi bạn sẽ không thấy lệnh return mà nó vẫn trả về, được không? Cẩn thận cái này. Ok. Thậm chí á, là trong một số trường hợp á, bạn có thể như vậy. Lệnh này tương đương với lệnh hồi nãy. Trong Ruby á, bạn thực thi một cái hàm không nhất thiết á, là bạn phải dùng cái không nhất thiết phải mở ngoặc. Cái kiểu trong Ruby người ta thích á, người ta gõ kiểu này nè. Ờ, bây giờ chạy nó vẫn như nhau thôi, không khác gì hết. Được ha. Nhưng mà giả sử một tí nữa bạn cần kết hợp một cái hàm nào đó nữa thì cái này làm sao style không được. Cho nên là cái này là do cái style của mỗi người ta biết thôi. Thì này, thậm chí có những chỗ người ta có mở ngoặc đóng ngoặc, nhưng mà có những chỗ người ta không mở ngoặc đóng ngoặc. Nó là vậy á. Nhưng mà để bạn đọc để bạn hiểu. Cái đó là vấn đề là để bạn đọc để bạn hiểu. Thì bây giờ ở đây nè, bạn thấy nó đứng đây rồi đúng không? Bạn không biết người ta chạy tiếp đúng không? Nhấn continue hoặc là chữ C. Continue ha. Nhưng mà tương tự là không ai nhấn continue hết á, người ta sẽ nhấn chữ C. Được không? Không ai gọi continue đâu. Thật ra hồi mới học tôi cũng gọi continue nhiều lắm. Đó, đại loại vậy. Ok. Được ha. Đây là cơ bản nhất. Bạn coi cái ví dụ kia bạn thấy có nhiều hàm hơn. Nhưng cái này là cái cơ bản nhất rồi. Rồi bây giờ á, bỏ biến name ở đây, ở đây hả? À, hiểu. Thì khi bạn học, bạn bỏ cái name ra đó, báo lỗi thôi. Tại vì á, mình có cái lệnh required,
cái lệnh require này nó bắt buộc bạn phải truyền vô tham số tên là name. Được. Nếu mà không có tham số tên name thì có lỗi. Cái là do lệnh require đúng không? Còn nếu mà mình không dùng require thì không sao hết đó. Được ha? Thì nó sẽ ra là rỗng thôi. Đúng ý. Rồi. Thì bây giờ tiếp theo á là bây giờ chúng ta đã có cái controller. Chúng ta đã có cái view. Bây giờ chúng ta sẽ co qua một cái round tiếp theo là cái round calculator. Trong cái round calculator á, thì chúng ta chỉ có hồi nãy chúng ta chỉ có một cái action thôi. Bây giờ chúng ta sẽ có thêm hai cái action, một cái là view bình thường, một cái là để các bạn cộng để có phương thức get và phương thức post. Thì tương tự new thôi. Rail new controller calculator. Rồi. Bye. Rồi, thì tôi đã thêm một cái controller là calculator mới vô. Thì cái controller này khi bạn thêm vô thì bạn thấy là trong round nó vẫn chưa có xuất hiện đâu. Được không? Nhớ gõ y chang hồi nãy gì đó. Được ha? Sự index đi. Rồi, bây giờ tôi sẽ qua cái calculator, tôi thêm cái hàm mới vô. Rồi. À. Khi mà bạn gõ cái ở trong round á thì bạn sẽ không biết á, là bạn trong hệ thống của bạn đang có những cái round nào. Được không? Nó phát sinh cho bạn như thế nào. Thì bây giờ bạn có thể là dùng lệnh là rect round. Đó là khi mà bạn dùng cái phiên bản 4 á, thì nó sẽ có lệnh là rect. Nhưng mà khi bạn qua phiên bản 5 á, thì tất cả những cái lệnh rect á, thì nó sẽ gộp chung cái lệnh rail luôn. Tức là thay vì bạn gõ rect round đúng không, bạn có thể gõ rail round cũng được. Hai cái đó là alias. Cái rail round chỉ là alias qua cái rect round thôi. Đó, rect round thì bạn sẽ thấy là đây, tất cả những cái round có trong hệ thống của mình. Ok không? Ok ha, tất cả những cái round có trong đây. Thì bây giờ tiếp theo là bạn cứ thì trong index mình không có làm gì hết á. Rồi các bạn biết mình thiếu gì không? Rồi có index rồi nè, biết thiếu gì nữa không? Đúng rồi, thiếu template. Thì thiếu template thì cứ thêm template vô thôi. Hello. Rồi. À. Khi mà mình gõ này nè. Ở trên đây mình gõ mình đặt tên giống controller thì nó hiểu. Nhưng mà dưới này mình gõ cái đường link nó không giống controller nó sẽ không hiểu. Nên phải thêm lệnh vô to. Để mình biết nó nói gì đâu. Được không? Calculator. Ok. Rồi. Mừng quá, lên rồi. Được không? Đó, thì bạn sẽ lên được cái round đúng không? Nhưng bây giờ mình cũng tương tự, mình sẽ muốn thêm giao diện để ta cộng hai số vô. Thì ta gặp mình rõ thôi. Thank you.
Rồi, cái form này hiểu đúng không? Cái form này bạn hiểu đúng không? Có ai không hiểu không? À, không hiểu thì hơi khó á. Rồi, form này có hai input thôi, hai cái thẻ. Đó. Ok. S. Bây giờ nó có một cái nè. Bây giờ mình phải thêm cái chức năng cho cái S này. Rồi. Thì thêm cái S này, thật ra khi bạn nhấn cái S này á, thì nó sẽ gửi một cái request tới cái đường tại ở đây bạn sẽ không thể thấy là nó sẽ gửi tới index. Tại bạn đang cho cái action index. Được không? Thì bây giờ mình không thích gửi tới index. Bây giờ mình muốn là khi mà nó tính á, thì nó gửi tới cái mình muốn là khi mà tính á, thì nó sẽ gửi tới cái một cái row khác của mình. Ví dụ như cái row là s đi, thí dụ vậy. Mình có cái row là s riêng. Thì bây giờ mình sẽ vô thay mình thêm cái row là s nè. Được không? Nhưng mà tôi không thích là tôi thích là post, tôi không thích là get nữa. Được không? Thì ok. Calculator add ha. Thì khi mà bạn vô đây, bạn add á thì bạn sẽ phải thêm vô đây một cái là ok. Rồi. Khi mà add thì mình truyền hai số A và B đúng không? Thì nhớ kỹ thuật hồi nãy không? Tương tự vậy. A, B. Vấn đề là bây giờ mình cần hai cái thôi. Đó, A và B. Thì bây giờ bạn có A và B rồi đúng không? Thì bây giờ bạn sẽ có là bạn A bằng đó. Ok. Sau đó cái kết quả của bạn bằng A cộng B. Ok không? Được không? Nhưng mà bây giờ bạn cần có một cách để bạn trả cái kết quả về cho cái row là index. Thì bạn render thôi. Bạn sẽ chọn render cái template nào? Tôi sẽ chọn render cái index. Ok không? Ok. Coi nào. 1 2 Bạn thấy là hiện đây nó render lại rồi mà nó chưa chạy thôi. Được không? Bây giờ mình sẽ xem ở đây nè. Ở đây nó truyền lên chúng ta là A với B, nó đang truyền chúng ta vô cái row index. Cái chúng ta cần nguồn cần đó là nó truyền chúng ta qua cái row là S. Cho nên chúng ta không có làm cái form bình thường, chúng ta không để mặc định gì được. Nhớ ha, mặc định đó, nếu bạn không để gì hết thì nó sẽ truyền tới cái row hiện tại bạn đang có luôn. Cho nên bạn phải để action S. Ok. Cái này đang là cái làm cách làm không đúng nha. Tại vì sao? Tại vì không phải mình vật lý mình sẽ rất là nhiều nút nữa, không phải chỉ có S không. Nên đây làm thử các bạn coi thôi. Cái phương thức của các bạn ở đây nó sẽ là post. Bây giờ thử lại. 1 2 Rồi, ở đây nó sẽ báo lỗi. Hay đấy. Để tôi nhớ coi cái này. Oh man. Sao thấy thảm vậy? Đó, thì giờ bạn cứ để ở đây bài bất. Đó, thì bạn có thể xem được. Đó, thì bây giờ chúng ta quay lại. Nhấn một phát. Rồi. Cái lỗi nó nằm ở chỗ này nè. Thật ra khi mà bạn phát sinh một cái form á,
thì nó sẽ có một cái trường là nó sẽ phát sinh cho bạn một cái token trong cái thẻ hidden, nó đặt trong cái form của bạn để nó gửi lên cho Rail. Rail nó sẽ verify cái đó để tránh cái trường hợp là người ta gửi những cái request mà ở bên ngoài á, nó không phải của Rail á. Thì cái kiểu của nó thì thông thường á là nó nằm ở đây nè, được không? Khi mà bình thường á, khi chúng ta làm cái Rail á thì chúng ta sẽ không có khai báo cái form theo kiểu như thế này, mà chúng ta sẽ có những cái hàm để chúng ta khai báo cái form. Thì một tí á, khi mà bạn về nhà các bạn đọc cái guide của nó, bạn sẽ thấy thì trước mắt chúng ta tắt cái này. Thì bây giờ các bạn sẽ coi nè, khi chúng ta tắt cái này đi, ồ hai, thì bây giờ nó vô bình thường, thấy không? Nó vô dưới này bình thường. Thì bây giờ bạn muốn coi là cái calculator, ví dụ như cái param ở đây của bạn, bạn thấy không? Cái param của bạn đang có AB12 nè, thấy không? Đó. Thì AB12 á, thì bây giờ bạn cứ tiếp tục đó là bạn cứ đó, calculator param. À. Được ha. Thì bây giờ chúng ta cần phải giờ đi. Rồi đó, trước mắt về đi trước đã. Rồi ha. Các bạn có thể gõ continue cũng được. Vì nó sẽ báo lỗi thì chúng ta refresh lại. Nè, next. Bạn muốn chạy tiếp tục tiếp theo thì bạn nhấn N là cái lệnh next á. Rồi, tiếp này bạn coi cái result của bạn nè. Là 12. 1 cộng 2 là 12. Tại vì bạn đang là chuỗi. Không? Thì rồi. Rồi xong rồi đó, nó hiện cho bạn số 12. Ok không? Thì bây giờ bạn muốn chuyển qua in đúng không? Để tôi nhớ coi. Không biết là rồi đứng ở đó ok ha. Đó là cơ bản bạn sẽ có. Bây giờ chúng ta qua cái khái niệm là mua đồ. Các bạn mệt nhưng mà im lặng chút đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua khái niệm là model. Thì cái model á, thì bây giờ chúng ta cứ tạo mới một cái controller. Trong cái controller đó chúng ta sẽ có chúng ta muốn á, là danh sách những cái to do. Tức là to do là gì? Có title vậy thôi. Không, cái là cái đơn giản nhất có thể luôn á, hoặc không tạo mới user cũng được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phát sinh controller user index ha. Rồi thì khi mà bạn phát sinh cái controller là user này là nó sẽ tạo cho bạn sẵn cái index rồi. Thì khi bạn gõ kiểu kiểu đó thì nó sẽ có cái row sẵn luôn. Được không? Cái user index ở đây. Thì nó có sẵn luôn một cái template cho các bạn là cái index HTML luôn rồi. Ha. Thì khi mà vô index á, mình muốn là liệt kê danh sách các cái user, nhưng bây giờ chúng ta chưa có cơ sở liệu. Bây giờ chúng ta sẽ vô cái model. Rồi bây giờ bạn sẽ có là rel say model user, lưu ý user không phải thì á, bạn muốn là có những cái cột nào. Thì ví dụ như bây giờ tôi muốn có cái cột là name
string. Thấy không? Name string ha. Thì name thì sau đó là tôi muốn là có cái, bây giờ trước mắt có cái name trước đi. Rồi, bây giờ khi mà có cái name xong á thì bạn sẽ thấy khi mà bạn chạy á, nó phát sinh cho bạn hai cái file. Một cái file là migrate, một cái file là user, là một trong cái model. Ha, những cái file test. Từ từ tính sao đi. Thì cái file mà migrate á nằm ở đây nè. DB migrate nè. Cụ thể cái này nó sẽ tạo ra cái bảng cho bạn. Ok. Tạo một cái bảng, thí dụ như bây giờ tôi muốn là có thêm t.string, tôi muốn thêm cái email. Như vậy. Được không? Cái t.timestamp này á, nó sẽ tự động nó tạo cho các bạn hai cột là related s và updated s. Được ha. Thì bây giờ sau khi bạn gõ này, nhưng mà lúc này trong cơ sở liệu bạn nó chưa có gì hết. Bây giờ bạn phải làm chuyện gì? Bạn phải làm cái chuyện là bạn gõ cái lệnh là rect db migrate. Rect db migrate á thì nó sẽ chạy cái file migrate bạn mới vừa tạo hồi nãy á. Là nó ghi nè, đã tạo cái bảng. Thấy không? Rồi, thì bạn sẽ có một cái công cụ nữa, cái thằng rel nó cung cấp cho bạn là rel console. Thì cái rel console để bạn vô á thì bạn nhấn là rel c hoặc là rel console. Sẽ hiện lên này cho bạn. Thì bạn sẽ có thể truy vấn user.on. Đó. Báo lỗi luôn, hay quá. Lỗi gì đây? Gì vậy? Trời. Ồ, rel console nó bị. Rồi, thì bây giờ trước mắt á là bạn sẽ có, để coi tôi có, hình như là tôi có cái trình duyệt, tôi mở application. SQL like. Rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ có là hiện giờ bạn đã có cái bảng user với hai cái cột tên là name với lại email. Bây giờ chúng ta sẽ vô cái sheet. Bây giờ đây là để chúng ta tạo cái dữ liệu ban đầu cho cái bảng user. Thì user thì tôi sẽ tạo là user.ra. Email. Được không? Số tạo hai cái user kiểu vậy. Ở trong rel á, để bạn tạo một cái dòng mới trong cái bảng user á, thì bạn dùng cái model. Bạn gọi cái hàm relay thì nó sẽ có hàm relay và cái hàm relay thăng. Như vậy là chấm than. Relay chấm than này á, là khi mà có lỗi á, thì thay vì có lỗi thì return được lỗi, đúng không? Thì khi có lỗi nó sẽ quăng exception. Tất cả những cái hàm mà chấm than á là khi có lỗi nó sẽ quăng exception ra. Được không? Đó là cái quy định, quy cách đặt tên thôi. Thì sau này bạn cũng đặt tên giống vậy đó. À. Rồi bây giờ tôi sẽ chạy rect db sheet. Ok. Tôi sẽ chạy rect db sheet. Đó, thì khi tôi chạy rect db sheet xong á thì thật ra nó không báo gì đâu. Nhưng mà cơ sở liệu tôi sẽ có thêm một người dùng mới. Bây giờ á thì tôi vô cái row index nè. Cái user controller nè. Ở trong cái user controller này bây giờ tôi sẽ làm cái chuyện đó là tôi sẽ tạo ra cái tôi sẽ lấy danh sách cái người dùng ra. Lấy tất cả người dùng luôn bằng user.on là tôi có danh sách người dùng.
Thì khi tôi có danh sách người dùng xong á, thì tôi sẽ qua cái template ở bên này. Tôi sẽ hiện danh sách người dùng ra. Thì danh sách người dùng thì mình dùng table thôi. Được không? Thì bây giờ mình sẽ có ID, name, email. Đó. Bây giờ chúng ta để chúng ta thể hiện ra một cái list ra. Thì chúng ta sẽ cần làm một cái thứ là chúng ta phải chèn cái code của Ruby vô. Thì để dàn code Ruby vô á, thì bây giờ ra nó là user.x đủ user and. Thông thường mà sẽ thấy cái dòng lặp đúng không? Để lặp qua một cái danh sách chúng ta cần dùng lặp đúng không? Ở trong Ruby á, hoặc là JavaScript này cũng vậy. Chúng ta không bao giờ dùng dòng lặp nữa. Chúng ta sẽ hạn chế dùng cái dòng lặp. Mà chúng ta sẽ cái hàm này làm gì? X là một cái hàm của cái đối tượng, cái user này nó là một cái mảng, được không? Thì x là một cái hàm của cái mảng. Thì khi bạn gọi cái x đó, thì bạn sẽ truyền cho nó một cái hàm, được không? Ở trong cái hàm mà của cái x này á, bạn sẽ truyền cho nó cái hàm này, nó sẽ có nhận một, nó sẽ trả có một cái tham số là user. Thì Ruby á, nó tự động là nó lập qua từng dòng trong cái mảng user. Với mỗi phần tử á, nó cầm phần tử đó, nó truyền vào trong cái hàm cho bạn. Được không? Thì cái hàm ở trong, cách mà bạn truyền một cái hàm vô trong Ruby á, thì bạn dùng như vậy. Cái phần thân này chính là cái hàm này. Hiểu không? Nói chung bạn làm cái hacker rank á, bạn sẽ hiểu cái chỗ này. Được không? Đó thì trước mắt bạn sẽ hiểu vậy. Bây giờ tôi sẽ hiện mỗi với mỗi người dùng thì tôi sẽ phát sinh ra một cái dòng. Rồi, thì ở đây bên tôi có là user.id, nắm name.email, ok không? Rồi bây giờ chúng ta chạy nè. Rồi, no. Ok. Đó các bạn. Là tôi hiện được được hai hai người dùng mới rồi. Ok ha. Thì á với cái đây là cách để chúng ta làm. Bây giờ chúng ta thêm một người dùng mới vô như thế nào? Thì thêm một người dùng mới vô á thì chúng ta sẽ có, chúng ta tạo một cái nút thêm người dùng mới đi. Thêm người dùng mới thì nó dẫn qua cái link khác đúng không? Rồi. Bây giờ nó refresh lại. Bạn thấy có một nút thêm người dùng mới. Nhấn vô, nó sẽ qua cái rào này new. Được không? Nó sẽ chạy qua cái route là new. Mà để muốn chạy qua route new thì thêm một cái action cho nó. Thì với cái kiểu như này á, là người ta đang dùng theo dạng như là REST á. Tức là cái đường link người ta dùng theo dạng giống như là RESTful vậy á. Thì cho nên á, là ở trong rail nó có mặc định, nó hỗ trợ cho mình cái chuyện đấy. Mình không cần phải go, mình ta phải tạo từng cái một như vậy. Không, thì nó sẽ là đó. Only thì trong đây chúng ta sẽ có và new thôi. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại cái background nè.
được không? Bạn rec ra bạn thấy bây giờ có hai cái là user với new, index với new, thấy không? Ok không? Đó. Thì bây giờ đó, thì bây giờ đầu tiên là bạn đã có cái index rồi. User index. User. À, hồi nãy mình phát sinh controller mình không có add. Cái này đặt tên thiếu add. Rồi, ok ha. Bây giờ chúng ta qua cái new. Sao em? Cái này hả? Cái resort này á, nó khi bạn thêm cái resort vô, ví dụ giờ tôi bỏ cái này nè. Được không? Thì tôi bỏ cái này đi. Thì bây giờ bạn qua cái background nè. Bạn thấy nó phát sinh cho bạn đầy đủ luôn. Đây là tất cả những cái row mặc định khi mà bạn để resort á, là nó sẽ có cái index create, new, edit, show, update và destroy. Một cái resource khi bạn phát sinh nó tạo thẳng bằng như đó đó, như đó những cái rào. Hồi nãy tôi để only index với lại là để trên phát sinh hai cái thôi, hiểu không? Ok ha. Rồi bây giờ thôi để mặc định cho bạn coi đi. Rồi bây giờ tiếp theo là tôi vô cái này, nó đã để mặc định như vậy rồi đúng không? Đúng không? Thì bên đây controller với action nè, thì bạn cứ theo thôi. Cái new của nó là phương thức get thì nó sẽ vô tới đây. Ok ha. Rồi thì lúc này bạn sẽ có new. Rồi, khi mình có cái dev new á, với lại mình sẽ có thêm một cái template là new cho nó nữa. Ok. Khi mình thêm cho nó một cái template là new á, thì trong đây là new user nè. Coi thử ha. Cái đường link mình để vậy rồi. Được không? Trên thực tế á, mình không có làm gõ cái bắp như vậy. Được không? Nó sẽ có những cái hàm helper để nó hỗ trợ cho mình. Thì một trong những cái helper hỗ trợ cho mình á, nó tên là để phát sinh thẻ A. Link helper Rails. Thì bạn search cái kiểu vậy á. Đây. Link to nè. Đó, phải thấy không? Bạn dùng cái link to này nó sẽ phát sinh cho cái này cho bạn. Thật ra là khi mà bạn làm cái guide của trang Ruby on Rails á, nó sẽ có đầy đủ tất cả những thứ này cho bạn. Bây giờ mình sẽ copy này thử cho các bạn coi. Rồi. Cái new user là cái mới. Bạn nhấn quét qua đây. Ok không? Cái message là tham số bạn truyền thêm thôi. Bạn bỏ nó cũng được, không có vấn đề gì hết. Được ha. Đó. Nhấn new user, nó chuyển qua đây. Thì khi bạn qua đây rồi á, tiếp theo là mình cần phải thêm người dùng mới vô. Thì để thêm người dùng mới vô á, thì bạn coi nè. Trong những cái row của bạn á, thì nếu mà bạn truyền vô trong đây là bằng get á, thì bạn sẽ lấy được danh sách người dùng. Nhưng mà nếu mà bạn truyền lên boss á, thì bạn sẽ create. Ok, bình thường. Thì cho nên là bạn phải, mà cái action ở đây nó kêu cái action đó là create, cho nên bạn phải tạo một cái hàm create cho nó.
Rồi, thì trong cái hàm relay này mình làm gì? Mình lấy mình tạo ra một cái người dùng user bằng cái user chấm relay. Bạn nhớ hồi nãy cái lệnh relay không? À, thì bây giờ mình lấy muốn lấy cái thân thân người dùng ra thì đó, cái param hiện tại của mình. Ok, thì ở đây á, mình sẽ mình thông thường á, mình sẽ nhóm nó lại với nhau. Đây cái form nè, thật ra nó sẽ có một cái helper là form for. Form helper đây nó làm, bạn thấy nó có nhiều lắm. Thì bạn có thể dùng cái form for để bạn làm đây, form for một cái person nào đấy. Tôi lấy cho bạn coi. Với cái hàm form for á, bạn truyền vào cho nó cái đối tượng, nó sẽ tự động nó biết là nó trả về cho bạn. Khi bạn nhấn nút á, nó tự động nó trả về cho bạn, đối biến nó là đang là update hay là lúc đang là new, nó sẽ truyền tới đúng với cái phù hợp luôn. Thì cái app này nó đại diện cho cái form. Cái form này á, bạn sẽ có, nhớ không, nguyên phần dưới này thật ra là một cái hàm bạn truyền trong cái hàm form for. Cái hàm form for này nó nhận vào hai tham số. Tham số thứ nhất là user, tham số thứ hai là cái hàm. Ok, ở đây người ta gọi hàm mà người ta không có, người ta không có mở ngoặc, hiểu không? À, lưu ý. Rồi ở đây có first name đúng không, mình chỉ cần name thôi, name, email. Rồi app submit, bây giờ bạn coi nào. Rồi, ở đây nó sẽ báo cho các bạn là cái first agreement đó là cannot be null. Tức là nó cần, ở đây bạn có một cái biến là user đúng không? Amount user. Nhưng bạn chưa có gì hết. Ý nó nằm ở đây nè. New. Bạn phải tạo cho nó trước một cái. Được không? Đó. Thì khi bạn khởi tạo xong, bây giờ bạn quay lại. Nó ra cái form cho bạn. Ha. Ví dụ như can 2 hiểu vậy. Oh man. Bla bla gì đó, mail.vn. Tên hơi cũng ha. Rồi, bây giờ khi bạn nhấn create user á. Bây giờ chúng ta sẽ đặt ở trong cái bài bug ở trong đây. Ha. Khi có nhấn create user. Hay đứng rồi đúng không? Chạy bài bug rồi đó. Đây. Rồi, ở đây bạn sẽ thấy nó truyền lên cho bạn là gì? Nó truyền lên cho bạn là ở trong cái user này nó có cái name và có email, tức là cái user là đối tượng ở ngoài, ở trong là cái name và trong cái email nữa. Thì ở đây á, người ta muốn validation chỗ này á, thì người ta sẽ tạo cái kỹ thuật y như hồi nãy vậy đó. User params, thì param.require user ha. Chấm require user nó sẽ trả về cái object ở trong user đúng không? Thì khi mà mình update á, thì khi mà mình không muốn á, là nó báo lỗi, nhưng mà mình sẽ cho phép á, là hai cái thuộc tính ở trong cái user được tạo, được truyền vô, là mình sẽ dùng permit. Tại vì hồi trước là bạn phải đưa kiểm tra có cái biến thể không, có biến kia hay không, okay. Chúng ta không cần phải làm chuyện đấy. À, permit thì hôm nay chúng ta cho phép cái name và cho phép cái email. Thôi giả sử bây giờ chúng ta cho phép cái name không đi. Rồi, thì bây giờ bạn thấy ở đây chúng ta có cái user param nè, create, được không? Chúng ta tạo ra xong, thì sau khi chúng ta create xong á, thì bây giờ chúng ta sẽ render, thì chúng ta sẽ quyết định là chúng ta sẽ render lại cái, chúng ta redirect qua lại cái index. Ok, lưu ý không có chấm phẩy cuối câu nãy giờ không thấy à, đừng có cái đó. Chứ không phải JavaScript là muốn gõ thôi. Rồi, continue. Rồi, bây giờ bạn đã có cái form này, nó đã tạo được rồi á. Nè. Bây giờ chúng ta sẽ create ha.
redirect. Rồi, undefined method redirect. Tôi quên rồi. À, redirect to. Ok. Thiếu chữ to. Rồi, lại thôi. Rồi, lại ha. À, nó chưa có redirect cho mình. Thôi nhưng mà trước mắt là mình có người dùng trước đã. Mình có người dùng rồi ha. Bây giờ chúng ta coi cái redirect nó bị cái gì. À đúng rồi. Khi bạn dùng redirect á, nó có sẽ phát sinh cho các bạn á là một cái biến ở đằng trước là cái refix này nè. Được không? Bạn có thể dùng cái này cũng được. Ví dụ như bạn để là cái user. Được không? Thêm chữ bot vô. Bắt là một cái hàm hoặc là thêm chữ URL vô là ra cái link đó. Đó, thì ở đây bạn cũng thấy người ta có ví dụ cho các bạn nè. Đây cái redirect này bạn thấy không, redirect to article URL nè, tức là nó sẽ qua cái index của cái article. Thì cái này của bạn cũng vậy, em coi nè. Rồi. Ok ha. Rồi, bây giờ số 4 đi. Create user. Ok, sẽ direct lại cho bạn. À, được ha. Ok, còn có một cái nữa thôi à. Bây giờ update. Bây giờ update á, thì thông thường các bạn phải làm một cái trò là bạn phải tạo ra một cái. Bây giờ update là thử ha. Bây giờ update á, thì bạn sẽ có hai cái giao diện. Một á, là bạn vô cái trang edit. Thì edit á, thì nó sẽ có một cái là phương thức get, là để bạn vô cái trang đó edit. À, bây giờ chúng ta sẽ làm cái show. Show nè. Thì trong show á, thì mình lấy gì? Amount user sẽ bằng user.file by id. File by id là để tìm theo id. Cái hàm file by id này nếu không tìm thấy sẽ trả ra null. Còn nếu bạn dùng hàm file cũng được, nhưng mà hàm file không tìm thấy thì nó sẽ qua exception. Đó, id. Này, bây giờ tại sao tôi biết có cái biến ID này? Tôi biết có cái biến ID này vì sao? Vì ở đây nó ghi nè. Ok. Tức là nếu mà tôi gõ user ID thì nó sẽ vô cái ID đó cho tôi. Được không? À. Thì tương tự tôi phải khi mà tôi làm cái show này á, thì tôi phải có một cái template cho cái show. Được không? Trong cái template cho cái show này thì đơn giản là gì? À, vô đây hiện là người dùng thôi. Được không? Thì hiện đơn giản chứ có thể thôi ha. Là, name. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta muốn xem cái thằng user có mã là 5. Được, tại hồi nãy mình không có nhập cái email. Được, có một số thằng nó không có email á. Và thấy mình có truyền email lên đúng không? Nhưng mà nó không có nhập email vô. Tại vì qua cái hàm commit á, nó bị bỏ mất rồi. Bỏ mất email rồi. Cho nên là bạn muốn có email đúng không? Thì email ở đây.
Ok, thay in menu đây ha. Thì khi bạn thay in menu đây xong á, thì bây giờ chúng ta ra coi lại nè. Bây giờ chúng ta tạo một cái mới đi, test mới. Đó, có rồi ha. Bây giờ mình chưa có cái link qua cái edit, chưa có cái link để show. Thì bây giờ mình tạo thêm cái link show. Thì để tạo cái link cho show thì bạn nhớ không, hồi nãy mình có cái link tool nè, dùng cái link tool thôi. Đó, từ cái link tool thì ở đây mình sẽ thêm một cái th vô. Mình đặt tên nó là action đi, tất cả những action đây. Bây giờ á, show user. Thì show user này nó là phương thức show đúng không? Bên cạnh cái chuyện bạn truyền cái controller với action kiểu này á, thì bạn có thể truyền theo một kiểu khác nữa, là bạn truyền cái URL. Rồi, link tool đâu rồi ta? Đây. Cái link tool này á, thì bạn có thể truyền cho nó một cái URL cũng được. Tôi nhớ rồi. Rồi, tham số thứ hai là URL, ok. URL 2 chấm. Thì để bạn qua cái show user á, thì cái show user này nằm ở đây nè. User path hoặc là user URL. Ok. Đó. Refresh lại. Action show controller là user. À, bậy rồi. User path phải nhập vô cái ID nữa, là user.id. Rồi, bắt đầu show user nó hơi xấu chút, show thôi. Rồi đó, show đúng không? Thì bạn nhấn vô, bạn thấy có cái đường link ở dưới nè, nhấn vô một phát. Sao có link phát sinh kỳ vậy? Rồi, đó. Bạn nhấn, bạn thấy cái đường link ở dưới không? Chắc không thấy đâu, nhưng mà có đường link ở dưới. Đó, bạn nhấn vô phát. Được không? Nó sẽ hiện, nó sẽ chạy qua cái trang show cho bạn. Thì bây giờ trong cái trang show này mình muốn có một cái nút để nó hiện qua cái trang index. Edit thì mình tạo, mà edit á, khi bạn tạo edit thì bao gồm có show với form edit và chức năng edit. Thì show form edit là phương thức gì? Để hiện ra cái form edit là phương thức get, đúng không? Thì edit nằm dưới này nè, tức là khi mà bạn id xong rồi xuyệt edit một phát nữa thì nó chạy vô đây, nó hiện cái form, thì bạn thêm cái action là edit vô. Đó, thì các action edit nằm ở đây. Đó. Thì edit cũng tương tự như là cái kia, nhưng mà bây giờ tiên là user bằng user.file params id. Được không? Thì bây giờ mình thêm một cái template của edit nữa.
được ha. Đó, rồi edit thì ở trong cái edit này á thì mình sẽ muốn là mình hiện ra một cái form giống như là bên cái new. Ok rồi ha. Rồi thì khi mà edit á thì kế bên nó sẽ có một cái hàm để bạn update nữa, nó gọi là bạn sẽ cài cái thương thức là update ha. Qua đây rồi khi mà bạn có cái update xong á thì update thì bạn làm gì, bạn lấy cái user rồi bạn tìm được user này xong thì cái user này rồi ok. Rồi bây giờ để tôi coi coi khi mà mình update xong á thì mình sẽ redirect qua lại cái trang direct to, qua lại cái trang để nó show lại. Thì khi ở trang cái trang show á thì nó là cái URL của nó là user. Được không? Bạn redirect lại qua đây. Như bây giờ thì mình phải edit đã. Thì user chấm để nhớ coi. Quên mất bạn rồi. Chờ chút nha, tôi start thử rồi. Edit user Rails. Ok, update. Đây. Thì bạn sẽ truyền cái gọi hàm update cho nó thôi. Rồi ha. Đó. À, mình chưa có cái link qua cái edit. So thank you.
Đó, thì bạn sẽ edit. Rồi, nó hiện qua trang trang edit cho bạn. Nó hiện ra sẵn hết luôn. Thì bây giờ bạn nhập lại. Update. Xong ha. Rồi. Thì bây giờ mình qua lại cái trang này thì bạn thấy là cái mail nó đã đổi rồi. Được không? Được ha. Bây giờ mình muốn edit lại cái này. Update. Được ha. Rồi giờ muốn qua lại cái show. Ok. Được ha. Thì cơ bản nhất á là nó là như đây. Xong rồi đó. Thank you.